Ngày 27 tháng 8, chi bộ làng Cỏ, xã Lâm Vĩ tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 8, đề ra nhiệm vụ tháng 9 năm 2024. Dự buổi sinh hoạt cùng chi bộ có đồng chí Hà Văn Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lâm Vĩ cùng các đảng viên trong chi bộ làng Cỏ. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã báo cáo các hoạt động về phát triển sản xuất nông nghiệp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phát triển đảng viên từ đầu năm đến nay, thảo luận phân tích những hạn chế tồn tại, đề ra nhiệm vụ trọng tâm sinh hoạt tháng 9 năm 2024. Hiện nay, chi bộ làng Cỏ có 25 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên miễn sinh hoạt. Thời gian qua, cán bộ đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tuyên truyền nhân dân, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi sinh hoạt của chi bộ làng Cỏ, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và đồng chí Bí thư huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được của chi bộ làng Cỏ trong thời gian qua. Để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển sản xuất, an ninh trật tự, công tác an sinh xã hội trong thời gian tới, các đồng chí mong muốn cấp ủy chi bộ, từng đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiền phong gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng quy định về nguyên tắc nề nếp sinh hoạt chi bộ, các quy định về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua, tuyên truyền vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường sống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế nâng cao đời sống. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và đồng chí Bí thư huyện ủy đã tặng quà cho chi bộ làng Cỏ, xã Lâm Vĩ.